gian. Trời tối rồi sao em không ru cho con nó ngủ, mà em cứ ngồi đây em ngắm mấy bộ đồ mới hoài vậy? Thì đồ đẹp tôi mới ngắm, nhưng tôi đẹp ra đường mới có người ngắm chứ. Hôm nay em nói gì lạ vậy? Anh không hiểu á. Không hiểu em ý em nói gì? Anh không hiểu ý của em à? Tôi muốn rời bỏ cái căn nhà này nè, rời bỏ cái căn nhà dột nát này nè, anh hiểu chưa? Dạ, em nói sao? Căn nhà dột nát này nghèo khổ lắm phải không? Em là người vợ mà anh hết dạ. Thank you.
người nhân tình nay dời mây đôi ấy ân hôm nào giờ theo mang mây bay anh luôn thiết nhà chung tình sao em đành ở quên tình xưa còn thơ thiếu vắng mẹ trong đêm dài khóc kêu mẹ ơi. Mình nơi phố chợ thân thang anh nên chúc phúc chứ đừng càng nói tôi ra đi không bao giờ bị ta nói vô tâm tâm tàn cũng không quay về gặp lại anh đâu. Kìa Giang, em còn nhớ tới tôi sao? Anh Trường, em đã nghe hết những lời anh than thở. Mà ước lời khổ thành mà lỡ
chợt nhận ra những gì lầm lỗi. Nay em trở về đây chỉ mong anh một lần tha thứ người đã phụ anh chạy theo áo xa dời. Hạnh phúc trong tay mà em luôn tìm kiếm, khi đánh mất rồi mới biết mình nào. Bao ngày dài chạy theo dẫn dắt phù du, nay mới hiểu tình anh là tất cả. Xin hãy thứ ta nhờ I'm not.